Táo này thì thường mình rửa sạch rồi cái mình ăn sống vậy đó. Mình có khi mình ép nước với trái cây mình uống. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách nấu nước táo từ nguyên liệu chính là táo, trái một trái là hăng quả, trái chà là ba trái, táo đỏ, đường phèn với kỷ tử. Mình nấu nước này uống rất là tốt cho cơ thể các bạn. Bây giờ mình bắt đầu rửa và nấu nha. Bây giờ kỷ tử với trái chà là này mình để vô gỗ mình rửa sơ qua nước lạnh. Mình đừng có ngâm kỹ cái trái chà là với cái kỷ tử này nha các bạn, nó ra hết chất ngọt á. Bây giờ mình cho vào chén đi. Mình cho vào chén mình để đây. Rồi xong rồi mình rửa trái la hăng quả này mình rửa xong nó sạch rồi cái mình bóp nó ra làm hai, bóp nó ra làm đôi như thế này. Cho nó mình nấu nước nó ra chất ngọt á, để nó ra. Còn cá đỏ này thì mình rửa rửa sạch rồi, bây giờ mình cắt ra, mình cắt như thế này, cắt ra làm đôi. Còn bây giờ phần táo này thì mình gọt vỏ. Nước này mình nấu để nguội cái mình để vô tủ lạnh uống đó các bạn. Nó rất là ngon luôn. Mấy trẻ em nó rất là thích uống. Mà trẻ em uống rất là tốt nha các bạn. Bà bầu rồi mấy cái người phụ nữ mang thai á. Phụ nữ mang thai uống rất là tốt cho trẻ. Ngày xưa mình có bầu á mình cũng nấu như vậy mình uống nè. Nhiều khi mình ăn mà mấy cái táo nào nó ngọt á thì mình ăn, còn cái trái nào chua quá thì mình lấy mình lại mình nấu nước mình uống. Chứ chua quá thì mình ăn cũng đâu có ăn nổi đâu. Đây là mấy cái trái táo nào dạt đó các bạn. Mấy cái trái táo dạt đó mình đâu có ăn được. Mình dạt ra rồi cái mình để vô mình nấu nước vậy nè. Chứ mình bỏ thì nó cũng lãng phí. Cái nào mình tiết kiệm được thì mình cứ tiết kiệm. Hôm trước á mình có làm cái video á, chia sẻ với các bạn cách nấu nước nước uống cho nó mát cơ thể từ cái gốc của cây rau xà lách son á. Có các bạn nào nấu thử uống chưa? Mấy nước mát này mình chia sẻ với các bạn là trẻ em là uống cũng tốt nha các bạn. Trẻ em uống cho nó giải nhiệt á. Nhiều khi á trẻ nó cái này đủ rồi, bốn trái năm trái trái mấy trẻ em nó thường làm biếng uống nước á. Mình nấu vậy á nó ngọt ngọt chua chua nè, nó khoái uống lắm. Cái nước mình mua ngoài chợ uống nhiều khi quá chất rồi nó cũng đâu có tốt cho trẻ đâu. Mình tự làm vậy mình tốt hơn. Bây giờ mình cho nó lên thớt đi, mình cắt luôn, mình cắt theo phanh nha các bạn. Cầm tay trái lên hả, nó các bạn thấy nó ngược ngược nha. Mình quen rồi, nhỏ lớn giờ mà cha sanh mẹ đẻ ra là mình cầm tay trái. Ngày xưa đi học á, lớp 3 đứng mà viết chính tả là mình thua, chính tả là mình bó tay luôn. Thầy đọc chính tả mà viết mà ông thầy cứ đứng kế bên ông cầm mình, ông hở lên ông thấy mình cầm tay trái là ông lấy cái thước khỏ, cho nên mình đâu có dám viết đâu. Bởi vì ông đọc qua rồi cái mình không đi qua xuống tới lớp là mình quên, mình đâu có viết được.
sau này ổng quýnh thầy quýnh hoài thôi, năn nỉ thầy luôn, thầy ơi đừng có quýnh em nữa, chứ em không có đổi được đâu, chứ thầy quýnh hoài em cũng không có đổi được, tao trái đâu, tao phải đâu. Bây giờ con của mình nó đẻ ra, chồng mình cũng giúp tay trái nữa các bạn. Đẻ ra thì một đứa nó cầm tay phải, còn một đứa thì nó cầm tay trái. Chồng mình nó cũng cầm tay trái nữa. Hai vợ chồng cầm tay trái. Có con thì lớn của mình thì nó cầm tay phải. Mỗi lần ấy, tập nó viết bài á, hai mẹ con ngược tay nhau. Nhưng mà mình tập cho nó viết cái... mình cũng hơi quen viết tay phải rồi các bạn. Nhiều khi viết tay phải thì nó xấu hơn tay trái, nhưng mà mình cũng quen rồi. Có thể là khi mà nó cho nó học gành lên luôn lớp lớn thì mình cũng có thể viết gành tay phải luôn. Còn thằng Út của mình thì nó cầm tay trái, kêu nó cầm tay phải không chịu. Ăn cái gì cũng cầm tay trái hết. Mình sử dụng nồi cơm điện các bạn. Mình sử dụng nồi cơm điện, bây giờ mình nấu nước nãy giờ sôi, tại mình nấu trước cho nó nhanh, mình để vô á cho nó nhanh hơn. Cái sôi rồi bây giờ mình cho táo vào nè. Thì bây giờ mình chỉ cho tất cả nguyên liệu vào thôi, rồi mình nấu đậy nắp lại. Nấu vậy đó. Khoảng 2 tiếng các bạn, nấu cho 2 tiếng nó ra nước á, nó mới ra hết chất nước của nó. Đó. Các bạn hãy làm thử cho cả nhà mình uống đi. Để vô tủ lạnh á, cho mấy trẻ, mấy bé nhà mình á uống rất là tốt. Hai đứa con của mình á, nó rất là thích uống luôn á. Để vô cái khi chưa đó nóng nực á, cái dịch bệnh á, nó nằm nó uống lạnh lạnh ngon á. Từng phèn thì các bạn cứ để theo tùy các bạn thích ngọt hay ngọt ít hay ngọt nhiều thôi. Đường phèn hay là đường cát gì cũng được. Như thế này nè các bạn. Bây giờ mình để nắp lại nấu khoảng 2 tiếng coi màu sắc như thế nào nha. Sau 2 tiếng coi em ấy ra làm sao. Màu nó rất là đẹp. Các bạn hãy nhìn nồi nước táo của mình nè. Cái màu rất là đẹp ha. Nãy giờ mình nấu khoảng hơn nửa tiếng thôi mà cái màu nó như vậy rồi đó. Bây giờ mình lấy giá mình vớt bọt ra. Rồi mình cứ tiếp tục nấu như vậy đi khoảng khoảng thêm một tiếng rưỡi nữa. Nãy giờ nửa tiếng rồi. Nấu cái này táo mình bỏ vỏ nha các bạn. Bỏ vỏ thì nó tốt hơn. Bây giờ món nước mát của mình đến đây đã hoàn thành rồi các bạn. Các bạn nhìn nước à, rất là đẹp luôn hả. Để nguội rồi cái mình cho vào chai á. Để tôi làm uống là các bạn thêm đá uống. Rất là ngon. Các bạn hãy nấu thử cho cả nhà uống nha. Chúc các bạn vui vẻ. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Các bạn đừng quên nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nha.